Phương Mỹ Chi tiết lộ mối quan hệ với cha nuôi Quang Lê sau khi tách ra riêng. Hôm 11 tháng 8, ca sĩ Hoàng Thùy Linh chính thức ra mắt album Link, kỷ niệm hành trình làm nghề của mình. Đến tham dự sự kiện có nhiều đồng nghiệp thân thiết, trong đó có Phương Mỹ Chi. Cô xuất hiện trong chiếc váy trắng nữ tính, khoe nhan sắc ngọt ngào ở tuổi 19. Ngoài những lời khen tích cực cho đàn chị, trong sự kiện này, Phương Mỹ Chi cũng đã không ngại hát nhạc trẻ theo yêu cầu của khán giả. Nữ ca sĩ cũng không ngại thú nhận, đối với dân ca, nếu người nào chưa hát quen thì sẽ thấy khó. Nhưng do tôi hát quen rồi nên tôi thấy dễ hơn. Nhưng với nhạc nhẹ, người ta nghĩ là dễ, nhưng với tôi đó là cái mới nên sẽ khó. Điều này tùy thuộc vào quan điểm từng người. Sắp tới, Phương Mỹ Chi sẽ tham gia trong live show của ba nuôi, nam danh ca Quang Lê được tổ chức tại Việt Nam. So với thời điểm tham gia Giọng Hát Việt nhí, Phương Mỹ Chi đã có sự trưởng thành không chỉ thay đổi về ngoại hình mà còn ở sự tự tin, bản lĩnh sau 9 năm hoạt động nghệ thuật. Đáng nói khi được hỏi về mối quan hệ giữa Phương Mỹ Chi và ba nuôi Quang Lê sau khi tách khỏi công ty, nữ ca sĩ 19 tuổi khẳng định cả hai vẫn giữ mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Phương Mỹ Chi còn hé lộ thêm rằng cô sẽ tham gia vào đêm diễn đặc biệt của Quang Lê. Ba Quang Lê cũng sắp về Việt Nam để tổ chức live show. Ba cũng đã gọi hú con gái tham gia và tôi cũng sẽ góp mặt trong dự án lần này của ba Quang Lê. Trước đó, vào thời điểm Phương Mỹ Chi đã tuyên bố tách khỏi cha nuôi Quang Lê, rời công ty Quang Lê Entertainment sau 6 năm gắn bó. Tuy nhiên, bước đi này của Phương Mỹ Chi chỉ để nhằm có hướng đi riêng trong nghệ thuật. Cô vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, không hề có mâu thuẫn gì với ba nuôi. Phương Mỹ Chi vẫn thường đăng ảnh thân thiết với ba nuôi và luôn có mặt trong những dịp đặc biệt. Trong một lần livestream, Quang Lê cũng tiết lộ về tình cảm của Phương Mỹ Chi dành cho mình. Lúc nào nói chuyện cũng lo lắng cho ba, hỏi thăm sức khỏe của ba và dặn ba đừng đi hát nhiều quá vì ba lớn tuổi rồi. Những câu nói đó của con tôi luôn ghi nhớ. Dù sau này mình có như thế nào thì mình vẫn còn một người con lâu lâu thăm hỏi cũng vui. Cách đây không lâu, trong một buổi phỏng vấn với Dân Trí, Phương Mỹ Chi cũng không ngần ngại nói về tình cảm của mình dành cho cha đỡ đầu Quang Lê. Nữ ca sĩ nói, tôi cảm thấy bản thân rất may mắn khi được nhiều người yêu thương, bảo vệ, gặp được bố Lê, ca sĩ Quang Lê. Cũng là một điều may mắn, bố Lê đã đỡ đầu cho tôi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, đưa tôi đến gần với khán giả trong nước và hải ngoại. Tôi thật sự rất biết ơn bố. Hiện tại mỗi lần bố Lê về Việt Nam là tôi và bố lại gặp nhau, đi ăn uống, trò chuyện cùng nhau. Phương Mỹ Chi là á quân The Voice Kids trước khi nổi tiếng. Cô bé này có cuộc sống khá khó khăn. Sau đó, Quang Lê nhận Phương Mỹ Chi làm con nuôi và hỗ trợ cô bé trong các hoạt động nghệ thuật. Dẫu vậy, đến năm 2016, Phương Mỹ Chi tuyên bố rời khỏi công ty của Quang Lê. Trước đó, có nhiều lời đồn đoán về mối quan hệ bất hòa của hai cha con. Cụ thể, khi Phương Mỹ Chi còn phát hành MV Đường Về Quê mà không có sự góp sức của Quang Lê, từ sau lần tuyên bố rời khỏi công ty này, những tin đồn mâu thuẫn giữa Phương Mỹ Chi với Quang Lê cũng rộ lên không dứt. Sau đó, đích thân Quang Lê đã thừa nhận rằng nam ca sĩ và gia đình Phương Mỹ Chi có mâu thuẫn. Quang Lê cho biết anh muốn Phương Mỹ Chi đi theo một cách khác, nhưng gia đình cô bé lại đòi thử nghiệm ra mắt sản phẩm âm nhạc bằng phong cách mới. Chính điều này làm cho hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khi trả lời phỏng vấn, Quang Lê tỏ rõ sự thất vọng. Gia đình Chi muốn làm và tự tin Chi đi hát tốt. Đó, thực tế ra mắt, sản phẩm này có ai nhắc tới đâu. Hy vọng đây sẽ là bài học cho gia đình bé. Quang Lê nói rõ, anh có mâu thuẫn với gia đình Phương Mỹ Chi, còn riêng với á quân The Voice Kids thì không có rạn nứt gì. Sau lùm xùm này, Phương Mỹ Chi, Quang Lê không còn xuất hiện cạnh nhau nhiều như trước. Mặc dù vậy, khi được hỏi Quang Lê, Phương Mỹ Chi vẫn vui vẻ chia sẻ.